Chúng tôi đang châm nhớt cho động cơ máy xới đất Komatsu KM650. Dòng này thì chuyên dùng để xới đất, rất là khỏe cho bà con. Đường kính lưỡi xới và có thể sâu xuống độ sâu từ 10 đến 20 cm tùy theo loại đất mềm và cứng. Chuyên xới và xới xốp dành để cho trồng hoa màu, vườn rau, vườn cây ăn trái, đánh cỏ, cày. Máy xới đất Komatsu KM650 sử dụng động cơ 6.5 HP. Dòng này thì có số tiến và số lùi nhé bà con. Từ động cơ đi qua một số chuyển hướng dàn xới. Máy xài rất bền và ổn định, được bảo hành chính hãng 12 tháng. Tôi đang test máy cho anh khách mua về trên vườn rau trên quận 12 của Hồ Chí Minh.